Làm người thiện lương, dù phúc chưa tới, nhưng họa chắc chắn đã rời xa. Kính thưa quý vị, cổ ngữ nói, người thiện lương, cho dù chưa nhận được phúc, nhưng họa đã rời xa. Bởi vậy, thế gian có thể hỗn loạn, nhưng nội tâm không thể dơ bẩn. Trong thời điểm nhiễu nhương, thiện lương thường hay bị chê cười, nhưng rốt cuộc, nó lại là thứ duy nhất có thể bảo tồn lương tri, ban cho con người hy vọng, đưa con người vượt thoát tuyệt cảnh. Thiện lương chân chính không nằm ở hình thức bề ngoài, mà là thể hiện của nội tâm. Thiện lương không phải là vẻ thành kính nơi chùa chiền, miếu mạo, mà chính là sự quan tâm, tôn trọng xã hội từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Thiện lương là lương tri, là bản tính, là lựa chọn và là một đức hạnh tốt đẹp của con người. Người càng lương thiện thì nhân cách càng lớn lao. Họ làm việc có thủy có chung, xem trọng trách nhiệm của mình, vô tư không vụ lợi. Họ không để yêu ghét che mờ thiện ác, không khiến lợi ích phủ khuất lương tri. Họ coi trọng những giá trị phổ quát. Bởi vậy, đối với việc còn thiếu sót thì họ chung tay làm cho tốt đẹp. Đối với tội ác thì họ lên tiếng hay hành động bảo vệ kẻ thế cô. Người ta bảo họ hay lo chuyện bao đồng, nhưng họ mới là người duy trì ngọn lửa chính nghĩa cho nhân quần, ấp ủ niềm tin và hy vọng vào tương lai cho xã hội. Người lương thiện không vì bản thân mà tranh đấu ngược xuôi, sống cuộc đời khổ nhọc, tính kế hại người, ăn không ngon, ngủ không yên. Họ không vì cách nhìn của người khác mà dễ dàng thay đổi bản tính của mình. Trong đối nhân xử thế, họ luôn mỉm cười vui vẻ, dẫu có phải chịu nhiều đắng cay. Lương thiện không phải mềm yếu hay khờ khạo, nó chính là bản tính nguyên sơ của sinh mệnh con người. Người lương thiện ẩn giấu một loại sức hút vô cùng lớn. Mỗi một việc làm lương thiện dù là nhỏ của họ đều sẽ tích lũy lại, chậm rãi khiến họ tỏa ra một ánh hào quang mỹ diệu lấp lánh, khiến người tiếp xúc cảm thấy tin tưởng và gần gũi. Chỉ người mang trong mình tấm lòng lương thiện mới có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác để hiểu và cảm nhận người khác. Người như vậy, tuy rằng vẻ ngoài của họ không xinh đẹp xuất chúng, thế nhưng nội tâm của họ khiến cho người tiếp xúc cảm thấy ấm áp, kính phục vô cùng. Người phương Đông có câu, người ta sinh ra một thiện niệm, tuy chưa biến thành việc thiện, nhưng đã được thần may mắn bảo hộ rồi. Người phương Tây tin rằng, những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Thiện lương là phương thuốc mầu nhiệm làm chấn động tâm can con người, có sức mạnh vĩ đại để xóa đi mọi khổ đau. Nó là một kho báu vô tận mà bất cứ ai cũng có thể chia sẻ cho tất cả người thân, bạn bè và cả kẻ thù của họ. Quả đất tròn, tất cả những việc làm lương thiện của bạn dù cuối cùng cũng sẽ quay trở lại với bạn. Quý nhân không ở đâu xa, mà được ẩn giấu ngay sau tấm lòng thiện lương. Người thiện lương khi lâm vào khốn cảnh sẽ luôn có cách bảo toàn, trông thì nguy nan mà thực ra là hữu kinh vô hiểm. Ấy là vì thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Đạo trời không phân biệt người thân thích, đối xử công bằng với chúng sinh, nhưng làm việc thiện là phù hợp với đạo trời. Cho nên những người lương thiện đều thuận theo đạo trời mà được quan tâm chiếu cố. Người thiện lương dù làm việc không cầu nhận được hồi báo, nhưng cuối cùng vẫn nhận được hồi báo không tưởng. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà đó là thiên đạo. Người thiện lương khi xưa không bởi vì lâm vào nghịch cảnh, không bởi vì đối mặt với sinh tử, không bởi vì cám dỗ trước công danh lợi lộc, mà vứt bỏ tiết tháo phẩm chất của mình. Những câu chuyện mà họ để lại, tín niệm kiên định phi thường mà họ thể hiện ra, khiến kẻ ngu ngoan cũng trở nên lý trí, kẻ liệt nhược cũng hóa ra cương cường. Trong xã hội coi trọng của cải tiền bạc ngày nay, để tìm được một người thắp sáng lương tri thực sự là khó. Nhưng chính trong xã hội hỗn loạn này, trong nguy nan khốn khó, trong hoàn cảnh trắng đen lẫn lộn, nếu như ai có thể vượt qua được những cám dỗ của danh lợi, không đánh mất bản tính chân thật, lương thiện,
vẫn bảo vệ cái thiện, chống lại cái ác, thì người ấy chính là người có phẩm chất cao quý. Cho dù họ có phải chịu thiệt thòi trước mắt, thì cuối cùng cũng sẽ nhận được phúc báo lâu dài. Lịch sử nhân loại cho thấy, khi đại nạn xảy ra, chỉ những ai còn tồn lưu thiện niệm, còn bảo hộ lương tri mới là những người đứng vững. Họ chính là hy vọng của đất nước, là tương lai của dân tộc. Sáu câu hỏi mà câu trả lời sai sẽ khiến ta mệt mỏi cả đời. Kính thưa quý vị, đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, bạn luôn có thể lựa chọn câu trả lời đơn giản hơn, phải không? Khi thực sự mở lòng, bạn sẽ thấy bầu trời thanh thang, rộng lớn. Khi giữ cho mình sự lạc quan, bạn sẽ thấy hoàn cảnh xung quanh như mùa xuân hoa nở. 1. Nếu chẳng may làm rơi một số tiền mà bạn có thể hình dung nó đã rơi ở đâu, thì bạn có bỏ ra số tiền gấp đôi để quay xe lại lấy tiền không? Tất nhiên, câu trả lời sẽ là không, sẽ không ai ngốc nghếch tới như vậy. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta lại có thể trả lời sai khi gặp những tình huống tương tự như vậy. Ví dụ như, bị người khác mắng chỉ một lúc đó thôi, nhưng lại mất một khoảng thời gian dài trong buồn bã. Chỉ vì một việc nhỏ mà nổi giận, lại không tiếc vì tổn hại người mà cũng tổn hại mình, cũng chẳng tiếc lại mất thêm thời gian bực bội trong lòng. Làm sai rồi mà không chịu thừa nhận, lại không ngừng kiếm cớ bao biện, khiến cho người khác có cái nhìn không tốt và lại càng không xem trọng mình. Trong khi đau buồn về chuyện tình cảm, đã biết rõ không đi đến kết quả tốt đẹp, nhưng cứ sống mãi trong đau khổ mấy năm, lại còn mượn rượu giải sầu, khiến tâm và thân trở nên tàn tạ. 2. Mở tờ báo đọc, thấy có nhiều vụ tai nạn giao thông mỗi ngày, liệu bạn sẽ ngồi nhà luôn? Câu trả lời dĩ nhiên sẽ là không. Không thể nào cứ phải một cái vái tới già như vậy được. Cuộc sống còn quá nhiều việc phải làm. Vậy mà lại có nhiều người nói thời nay ly hôn nhiều nên chẳng dám yêu đương gì nữa. Lại có những bà vợ đọc tin tức ngoại tình, nuôi bổ nhí trên báo quá nhiều mà quay ra nhìn chồng lo lắng. Cái gọi là lạc quan chính là cần sự tin tưởng. Mặc dù con đường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng ta chỉ cần cẩn thận và không sợ hãi thì có thể vượt qua được. 3. Bạn có nghĩ rằng một người chưa từng chơi bóng rổ có thể trở thành một huấn luyện viên giỏi?